chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại khu vực quốc lộ 1A. Đây là khu vực ngã tư ba làng giáp ranh giữa tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội và thành phố đã quyết định tái lập 12 chốt kiểm soát ra vào các cửa ngõ của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả người điều khiển, người phục vụ hành khách trên các phương tiện vận chuyển hành khách hàng hóa khi từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành phố khác hoặc từ các tỉnh thành phố khác đến thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Các phương tiện vận chuyển người dân đi đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết không cần giấy xét nghiệm âm tính nhưng phải được theo dõi kiểm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, nguyên liệu sản xuất, xe đưa đón cán bộ, chuyên gia, làm việc ở các doanh nghiệp, nhà máy, đi lại hàng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh lân cận và ngược lại được phép hoạt động. Tuy nhiên, các trường hợp này phải tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng chống dịch được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố lân cận và hàng ngày phải khai báo y tế bằng mã QR. Khi người dân đi đến thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan, các cơ quan chức năng phải phân luồng giao thông, quy định thời gian cụ thể rõ ràng, không để xảy ra tình trạng ách tắc, bảo đảm duy trì ổn định vận tải hàng hóa và hành khách, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Như quý vị cũng có thể thấy, ngay phía sau lưng tôi là trạm kiểm soát, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính của các tài xế cũng như các phương tiện tham gia giao thông đi qua nút giao này.